Vano Phagavato Savakasang Hu. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành đến giác ngộ Niết Bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sami Chipatipano Phagavato Savakasang Hu. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Yadidang chata ripurisa yuga ni. Tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà hoàn. Tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả ana hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán. Athapurisa pugala. Tăng nếu đếm chiếc thì có tám bậc. Tăng đã đắc đạo tu đà hoàn. Tăng đã đắc quả tu đà hoàn, tăng đã đắc đạo tư đà hàm, tăng đã đắc quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo a na hàm, tăng đã đắc quả a na hàm, tăng đã đắc đạo a la hán, tăng đã đắc quả a la hán. E Saphagavato Savakasangho. Chư tăng ấy là bậc thinh văn đệ tử Phật. Ahuneyo. Các ngài đã thọ lãnh bốn món vật dụng của tín thí ở phương xa đem đến dân cúng người có giới hạnh. Pahuneyu. Các ngài đáng thọ lãnh của tín thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi. Nhưng họ lại đem đến dân cúng các ngài. Dakhineyu. Các ngài đáng thọ lãnh của tín thí tin lấy nhân quả đem đến dân cúng. Anjalikaraniyu. Các ngài đáng cho chúng mình lễ bái. Anuttarang punya khetang lokasati. Các ngài là phước điền của chúng sanh, không đâu bị kịp. Natime saranang anyang sang khome saranang varang. Ete nasacha vache naho tume chayamang galang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Vanda miche tiyang sabbang sabbathame supatithitang sari vikatha tumaha bo teng putharu pang sakalang sada wanda miche tiyang sabbang sabbathame supatithitang sari vikatha tumaha bo teng putharu pang sakalang sada Vanda miche tiyang sabbang sabbathame supatithitang sari vikatha tumaha bhuteng bhutarupang sakalang sada. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Bây giờ là thời điểm thích hợp để xin thọ trì tâm quy và ngũ giới. Xin đạo tràng giữ tâm thanh tịnh, cùng con tắc bạch để cùng thỉnh Ngài. Ukasa mayang phante wisung wisung rakhanatha yati sarane nasahapan chasila niya chama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới lấy tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Dutiyam pi mayang phante Visung visung rakhanatha yati sarane nasahapan chasila niya chama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới lời tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì.
Tatiyam Bimayam Phante Visung Visung Rakhanatha Yati Sarane Nasahapan Chasila Nya Chama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vẫn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô Bụt Hài Dạ, Nam mô Tham Mài Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiền nam tín nữ. Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tam quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt Đăng Sa Năng Gan Chê Ha Mi, con em với lòng thành kính xin quy Phật. Đồng Măng Sa Năng Gan Chê Ha Mi, con em với lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn Khăn Sa Năng Gan Chê Ha Mi, con em với lòng thành kính xin quy Tăng. Đức Di Dâm Bi Bồ Tát Sa Nâng Ca Chế Ha Mi, con em lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đức Di Dâm Bi Đấm Măng Sa Nâng Ca Chế Ha Mi, con em lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Di Dâm Bi Sang Khấn Sa Nâng Ca Chế Ha Mi, con em lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tạ Di Dâm Bi Bụt Đăng Sa Nâng Ca Chế Ha Mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ Di Dâm Bi Đấm Măng Sa Nâng Ca Chế Ha Mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ Di Dâm Bi Sang Khấn Sa Nâng Ca Chế Ha Mi, con em hãy lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bhutanaranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyampi bhutang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyam Pitamang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Dutiyam Pisangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyam Pibhutang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyam Pitamang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyam Pisangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thì Sa Rana Ca Năng Ni Thi Tăng, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A Ma Phàn Tê, dạ xin vâng. Ma Na Thi Ba Ta Vệ Ra Ma Ni Si Kha Vá Năng Sa Ma Di Dạ Mi, còn xin quan giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adin na da na vệ ra ma ni si kha pa na sa ma di ya mi, còn xin quan giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Ca me su mi cha cha ra vệ ra ma ni si kha pa na sa ma di ya mi, còn xin quan giữ điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mục sa wa da vệ ra ma ni si kha pa na sa ma di ya mi, còn xin quan giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me ra ya ma cha pa da tha na vệ ra ma ni si kha pa na sa ma di ya mi, còn xin quan giữ điều học là
quỳ chánh xa si dễ uống rượu và các chất say. Panatipata Veramani Sikkhapadang Sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cuối chánh xa, sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikkhapadang Sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cuối chánh xa, sự trộm cắp. Kame Sumichachara Veramani Sikkhapadang Sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cuối chánh xa, sự tà dâm. Musawada Veramani Sikkhapadang Sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cuối chánh xa, sự nói dối. Suramerayama Chappamadathana Veramani Sikkhapadang Sammadiyami. Con xin luôn giữ điều học là cuối chánh xa, sự dễ uống rượu và các chất say. Imani ban chan sĩ kha bạc đà ni sa thu tăng ta toa ngập bá ma đê na ni cha ca lăng samarak thi tắp băng. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng nguyện giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phạn tê, dạ xin vâng. Chỉ lệ na sư kê tinh doanh tị, chỉ lệ na phu khắc xâm bác đàn, chỉ lệ na nê phu tinh doanh tị tà sư mai, si lăng quỷ sô, thát dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhân. Sa thú lành thay, nhà con xin sám hối trước tam bảo. Uttamang ghe na wan de hang pa da pang sung varuttamang Bute yo khalito do so buto khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ quy trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha duy thang varang. Tham me yo khalito do so tham mo khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ. Hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tam mang sang khe yo khalito do so sang kho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Siratmin me buddhase tho sare voto cha dakkhine wa mang se mokkala no purato pirakate yang bacchi me mama anando vina sawa cha tundisa samanta lokabala cha inda dewa. Sa brahma ka e te sang a pha we na sabbe pha ya upat da wa ne ka antara ya pi vina san tu a se. Sa tôn Đức Phật ngự trên đầu, quay mặt xá lợi Phật, quay trái kiền liên hầu. Trước mặt là tam tạng, sau lưng a nan chầu, bốn phương a la hán, đế thích lẫn phạt thiên, vô a lực màu.
hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Suvatthalattho Sukhito Purunaho Buddhassa Sane Rogo Sukhito Hoi Saha Sabbe Nyatipi Suvatthalattha Sukhita Purunaha Buddhassa Sane Roga Sukhita Hoi Saha Sabbe Nyatipi Suvatthalattha Sukhita Purunaha Buddhassa Sane Roga Sukhita Hoi Saha Sabbe Hị nhà tị phiên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay, con xin hồi hướng công đức. Yang kin chikusala kam mang kata bang kiri yang mamaka yena waja manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino katang punya palang may hang sape fagi fawan tute ye tang katang suwidi tang din nang punya palang Maya ye chata thanacha nanti deva gantva niveda yung sabbe lokami ye sata jivanta harahe tukka manunyang po chanang sabbe lafantu mamache tasati. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi được tác thành đến cõi trời đầu lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đàng vô tâm mê bù nhàng à sa vá kha yô vá hằng hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, hủ nhầm nơi tâm. Con xin đọc bài Rải Tâm Bác Ái. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratimaya anudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe utara ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
sabbe uttaraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu niddukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampatti samicchantu sukhi attana pariharantu dukha patta janiddukha vayapatta janivaya soka patta chani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á, con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con. Và xin chia phần phước này đến với đạo tràng, đồng đều nhau cả thảy. Dạ, bây giờ là 4 giờ 28 phút sáng giờ Việt Nam. Dạ, vẫn còn 2 phút nữa đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Dạ, đầu giờ con có nghe Hà muốn thỉnh Sư Liễu Tông dạy vi diệu pháp. Dạ. Này môn này thì có dạy rồi. Dạ. Sư Hà hay là quý vị đạo hữu có muốn học gì đó ở Sư Liễu Tông thì con nghĩ có thể thỉnh Ngài Liễu Tông dạy mi tiên vấn đáp thì có thể giúp san sẻ bớt việc cho Sư Trí Đức. Rồi cái nguồn gốc của mi tiên vấn đáp nó cũng là vi diệu pháp không? Thiên tử trên cõi trời đấu xuất được các vị A-la-hán thỉnh xuống sinh làm người, là Ngài Nagasena, thỉnh xuống mấy vị A-la-hán đầu tiên chỉ dạy những vị diệu pháp cho Nagasena. Với lại nếu mà mình nhờ Ngài Liễu Tông dạy Mi Tiên Vấn Đáp thì nó cũng là đặt câu hỏi, và cái câu hỏi nó theo chủ đề từng bài nó cũng rõ ràng hơn là mình cứ hỏi câu này câu kia cái hôm chủ nhật nó không tập trung vào vấn đề nào đó thì nó cũng hay hơn. Nhà bây giờ là 4:30 sáng, nhà con kính thỉnh Ngài Sư Trí Đức sa thu huynh chân ngộ. Một tuần đến rất là đúng giờ ha, làm xong trách nhiệm bổn phận ha, rồi đưa lên cái vấn đề thắc mắc của Sik Hà đó, chúng tôi rất nghĩ rằng rất là hay. Ví dụ như quý vị chuẩn bị cuốn Mi Tiên Vấn Đáp ha, rồi thắc mắc hỏi Ngài, thì trong Mi Tiên Vấn Đáp á, cũng đề cập rất nhiều về vi diệu pháp. Theo sự đề nghị của huynh chánh ngộ, chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Và thường thường thì chúng ta nghe cái huynh mà tu học Phật pháp á, đặt ra những câu hỏi đi sâu vào vào trung bộ kinh. Vậy thì bây giờ quý vị có thể nghiên cứu trong cái cuốn mà Mi Tiên Vấn Đáp đặt ra những câu hỏi
Thì cái đó quý vị cũng đã học vi diệu pháp nên là diệu tâm. Mà cái lối trình bày của Ngài nó đi vô cái vấn đề mà thuần túy, cho nên chúng ta không có hỏi những câu hỏi là tùm lum, rộng rãi, mà chúng ta đi vào chuyên đề. Ví dụ như Chiếc Hà muốn học vi diệu pháp, vậy thấy cũng Mi Tiền Văn Đáp á, thắc mắc trong cái chương trình học của mình thế nào. Chiếc Hà này, Chiếc Kim Nhung nè, Chiếc Meta nè ha, rồi rất là nhiều vị trong room này có thể đặt những câu hỏi về vi diệu pháp đối với Ngài Liệu Tông, thông qua cái cuốn mà Mi Tiền Văn Đáp. Thì chúng tôi thấy rằng là huynh Chánh Ngộ đưa ra cái ý kiến rất là tuyệt vời. Chứ còn bây giờ nếu mà thỉnh Ngài Liễu Tông mà dạy vi diệu pháp nữa, nó có vấn đề. Chúng ta phải tế nhị một chút, bởi vì trong đôi mũi chúng ta cũng có người dạy vi diệu pháp rồi. Quý vị thắc mắc hỏi về vi diệu pháp thì qua chuyên đề trong cái cuốn Mi Tiền Văn Đáp. Những cái chỗ nào mà quý vị học mà cảm thấy không thông, quý vị hỏi. Cái đó theo huynh Chánh Ngộ chúng tôi rất là hoan hỷ, tiếp thu ý kiến của huynh Chánh Ngộ, và mong rằng đạo tràng trong cái ngày Chủ Nhật đừng để thời gian trôi qua, mà chúng ta học thì phải hỏi. Giống như Sĩ Hà hôm nay hỏi ha, nhưng mà hỏi trực tiếp với Ngài Liệu Tông về vi diệu pháp. Như vậy thì quý vị trong đạo tràng của chúng ta cũng nghe được và thắc mắc hỏi tiếp. Quý vị cứ xa luân chuyển đối với Ngài Liệu Tông thì quý vị biết rằng hãy móc túi, hãy móc túi, và móc túi được càng nhiều thì càng tốt. Đó là Ngài Liệu Tông đã cho chúng ta cái vấn đề đó, thì Ngài đến với room của chúng ta cứ móc túi đi, những cái kiến thức, những sự học hỏi, những kinh nghiệm của Ngài, chúng ta cố gắng để thu lượm, và đó là hành trang, đó là tư lương trong sự tu tập của chúng ta. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt trong câu Phật ngôn 89. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arhang Tathagato Lo Kutamo Sapagaru Hichet Thakolo Kasasatha Chanadam Maku Vido Wanda Mahantang Narapu Chanay Yakang. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trôi chăng, tôi thượng giáo chủ trí năng vô lượng, tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ vi ta sa sa tu nô lô ca nam mình tha sa vi na ca rô cô sắp ban nhu bút tháp bất đi phù tí sanh nhá tu quan đà ma hành tăng na ra phù. Cha này giác cần pháp bảo quý như ánh vàng, Như Lai soi sáng vạt màn vô minh, phá tan làm đặc chúng sinh nhận Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thô su át tá sa sa quá khô xích tha su ca mô quá khá thầm bá xích khá khô nin đà bá sang sa đi á nà đá rô quá rô hoành đà má hành tăng ná ra phù. Cha này giác gần tăng bảo tinh vong bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tận át tây tề chề nó sẽ khà mê ê tu quá tha nặng ta xà bi a nú hòa quê nó sẽ hát xà dê nó sẽ chặt tốt cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 89. Câu Phật ngôn này chấm dứt cái phẩm hiền trí, banh đi tao quốc gác.
Và khi học xong câu này thì chúng ta có được 12 câu Phật ngôn về phẩm hiền trí. Như vậy thì chúng ta sẽ ôn lại. Quý vị cảm thấy tâm đắc câu Phật ngôn nào, và quý vị cho biết ý kiến, hoặc là quý vị thắc mắc về câu Phật ngôn nào, hãy gợi ý để rồi chúng ta cùng giải tỏa. Thôi thì bây giờ đi vào câu Phật ngôn 89. Alo, âm thanh quý vị nghe rõ ha? Nãy giờ thấy Sĩ Cần Kiểm là một nè, Huynh Giang Nhật Hà là hai nè. Hai vị này mượn cái room Phật giáo Nam Truyền để tập thể dục. Tập thể dục ha. Đi chạy ra, lấy trớn chạy vô, rồi chạy vô, rồi lấy trớn chạy ra. Đường truyền của quý vị không được ổn định ha. Bây giờ âm thanh nghe rõ ha. Xà thủ đã hữu học trò. Ye sang sam bo thi yang ghe su. Ye sang sam bo thi yang ghe su. Ye sang sam bo thi yang ghe su. Rồi bây giờ câu số 2. Sam ma chích tăng su pha quý tăng. Sam ma chích tăng su pha quý tăng. Sam ma chích tăng su pha quý tăng. Rồi bây giờ chúng ta ôn hai câu này. Ye sam sam bồ thí dân ghê su sam ma chích tăng su pha quý tăng. Ye sang sam bồ thí dân ghê su sam ma chích tăng su pha quý tăng. Ye sang sam bồ thí dân ghê su sam ma chích tăng su pha quý tăng. Câu 3, câu 4 ha. A đà na bà tí ni sắc ghê. A đà na bà tí ni sắc ghê. A đà na pa ti ni sắc ghê. Câu 4. Anu ba đà ya ye ra ta. Anu ba đà ya ye ra ta. Anu ba đà ya ye ra ta. A đà na pa ti ni sắc ghê. Anu bà đà dạ dê ra ta. A đà na bà tí ni sắc ghê. Anu bà đà dạ dê ra ta. A đà na bà tí ni sắc ghê. Anu bà đà dạ dê ra ta. Rồi câu 5, câu 6. Khi na sa hoa chú tí mạnh tô. Khi na sa hoa chú tị mạnh tô. Khi na sa hoa chú tị mạnh tô. Và câu cuối cùng. Tê lô kê pa ri nếp bú ta. Tê lô kê pa ri nếp bú ta. Tê lô kê pa ri nếp bú ta. Ôn lại câu 5, câu 6. Khi na sa hoa chú tị mạnh tô tê lô kê pa ri nếp bú ta. Khi na sa hoa chú tị mạnh tô tê lô kê pa ri nếp bú ta. Khi na sa hoa chú tị mạnh tô tê lô kê pa ri nếp bú ta. Bây giờ đọc lại ha. Chưa gì hết thấy Sĩ Mỹ Ta đưa tay lên rồi. Sĩ Mỹ Ta muốn mì ăn liền ha. Đánh nhanh rút lại ha. Nhưng mà cái câu này dài quá, đọc một hơi không biết có đọc nổi không. Thôi quý vị đọc hai hơi, hoặc là cần thì quý vị có thể đọc ba hơi ha. Bởi vì cuối câu số 2
cuối câu số 4 là những trường âm, đó là một hạnh phúc đối với quý vị ha. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chit tang su pha quy tang a da na pa ti ni sắc ge anu ba da ya ye ra ta khi na sa wa chu ti man to te lo ke pa ri ni pu ta. Như vậy đọc được hai hai ha. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chit tang su pa wi tang ana a da na pa ti ni sắc ke anu ba da ye ye ra ta khi na sa wa chu ti man to te lo ke pa ri ni pu ta. Đọc lại. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chit tăng xuất pha quý tăng a đà na pa ti ni sắc ghê anu ba đà giá dê ra ta kỳ na sa qua chú thiết mạnh tô tê lô kê pa ri ni pu ta. Như vậy một câu tam từ chúng ta có thể đọc một hơi cũng được ha, nhưng mà đừng có cố quá coi chừng nghe. Đọc lại. Bây giờ ở đây chúng ta có thể đọc hai hơi, có thể dừng ở cuối câu số 3 cũng được, bởi vì nó cũng là trường âm ha. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chit tang su pha quy tang a da na pa ti ni sắc ge anu ba da ya ye ra ta khi na sa wa chu ti man to te lo ke pa ri ni pu ta. Như vậy thì trên giọng đọc trường âm đoạn âm, quý vị biết ở chỗ nào là trường âm thì quý vị cứ nghĩ theo hơi sức của mình ha. Nhưng mà trong giọng kệ quy định của giọng kệ, quý vị đọc một lần hai câu, một câu tám từ thì chúng ta chia làm 2, 4, 4 và cố gắng đọc một lần hai câu ha. Bởi vì câu Phật ngôn này tới 6 câu ha, thì chúng ta chia ra. Dễ sân xâm bố thì dân ghê sư buồn xâm ma chi tăng su pha quy tăng a đa na pa ti ni sân ghê a nu ba đa dạ dê ra ta khi na sa wa chu ti man tu te lo ke ba ri nip pu ta. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chi tang su pha quy tang a đa na pa ti ni sang ge a nu ba đa ya ye ra ta khi na sa wa chu ti man tu te lo ke ba ri ni pu ta. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ai nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không đậu hoặc, sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Rồi Quỳnh Trinh Ngộ nghe cái bỏ chạy mất tiêu ha. Chắc là nghe hay quá có bỏ chạy. Rồi mời Siết Mê Ta, Siết Kim, Siết Kim Nhung, Siết Hà, xà tu xà tu. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức
Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cho biết nghe được âm thanh rõ. Dạ, con cũng xin đọc câu Pháp Cú 89 ạ. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chit tang su pha quy tang a da na ba ti nit sắc ghê anu ba da ya ye ra ta khi na sa wa chu ti man to te lo ke ba ri nip bu ta. Con xin phân tích nè. Ye trường âm thông thường, sam sang trường âm đọc theo dấu nguyên âm, sam trường âm nhấn, bô trường âm thông thường, thí đoạn âm, văn trường âm nhấn, ghê trường âm thông thường, xú đoạn âm, xăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo dấu nguyên âm, xú đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dê sang sam bồ thi văn ghê su sam ma chích tăng su pha quý tăng a đa hai trường âm thông thường, na ba tí ba đoạn âm, nít trường âm nhấn, sắc trường âm nhấn, ghê trường âm thông thường, á nú hai đoạn âm, ba đa hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, dê trường âm thông thường, rá đoạn âm, ta trường âm thông thường, a đa na ba ti nít sắc ghê a nu ba đa gia dê ra ta, khi na hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, qua trường âm thông thường, chú tí hai đoạn âm, manh trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, tê lô kê ba trường âm thông thường, bá rí hai đoạn âm, níp trường âm nhấn, bú đoạn âm, ta trường âm thông thường. Khi na sa hoa chú ti man tô tê lô kê ba ri nip bú ta. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Dê sang sam bồ thi văn ghê su sam ma chích tăng su pha quy tăng a đa na ba ti nít sắc ghê anu ba đa ya dê ra ta. Khi na sa hoa chú ti man tô tê lô kê ba ri nip bú ta. Dê sang sam bồ thi văn ghê su sam ma chích tăng su pha quy tăng a đa na ba ti nít sắc ghê anu ba đa ya dê ra ta. Khi na sa hoa chú ti man tô tê lô kê ba ri nip bú ta. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, quan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc, sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Về sang sam bồ thị văn ghê su sam ma chích tăng su pha quy tăng a đa na ba tỳ nít sắc ghê a nu ba đa và dê ra ta. Khi na sa hoa chủ ti man thô tê lô kê ba li nít u ta. Dạ, con đã đọc xong, kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trị Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con kính mời vị kế tiếp ạ.
Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị nghe tôi rõ không quý vị? Dạ nghe rõ. Có liên tục không? Liên tục nha. Coi một người, hai người, ba. Ồ, bốn người nghe rõ giờ tốt rồi. Bữa nay con biết có hai ông sư núp lùm mấy sư. Nhưng mà mấy sư núp lùm người giật mí đằng chút thôi. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 89. Con sẽ chia làm hai phần, mỗi phần là ba câu. Nhưng mà lúc mà con kể thì con sẽ vân lời sư, kể hai câu ngừng một chút, rồi kể hai câu kế, rồi ngừng một chút, rồi kể hai câu kế. Nhưng mà lúc phân tích thì trường âm đoạn âm thì chia làm hai đi, cho nó ngắn gọn đi, con thích vậy đó. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 89. Ye sang sam bo chi yang ye su sam ma chi tang su ba vi tang a na na pa ti ni sak ye anu pa da ya ye ra ta ki na sa wa chu ti man to te ke pa ri ni bu ta. Ye sang sam bo chi yang ye su sam ma chi tang su ba vi tang a na na pa ti ni sak ye anu pa da ya ye ra ta khi na sau quả chú ti mạnh tổ tề lô kề pha ri nip bú tà. Phân tích câu 1, câu 2, câu 3. Dê, trường âm thông thường. Sang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sâm, trường âm nhắn. Bô, trường âm thông thường. Thí, đoạn âm. Danh, trường âm nhắn. Ghê, trường âm thông thường. Sú, đoạn âm. Câu số 2. Sâm, trường âm. Sâm trường âm nhắn, ma trường âm thông thường, chích trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, hoa trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3, a đa hai trường âm thông thường, ná bá tí ba đoạn âm, nít sắc hai trường âm nhắn, ghê trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Dê sang sâm bồ chí dân dê xuống sâm ma chí tăng su bà quý tăng a đà na bà tí nít sắc dê anu bà đà giá dê rá tà kỳ nà sá quả tí mạnh tồ tê lô kê phá ri nít bút tà. Phân tích câu số 4. Á nú hai đoạn âm, ba đa hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, dê trường âm thông thường, rá đoạn âm, ta trường âm thông thường. Câu số 5. Khi na hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, qua trường âm thông thường, chú tí hai đoạn âm, manh trường âm nhắn, tô trường âm thông thường. Câu cúng cùi hai câu cuối cùng là câu số 6. Tê lô kê là ba trường âm thông thường, bá rí hai đoạn âm, nhíp trường âm nhắn, bú đoạn âm, ta trường âm thông thường. Đọc lại câu 4, câu 5, câu 6 và đọc lại nguyên bài và ca kệ. Cứ hai câu là ngừng một chút rồi kệ tiếp hai câu. Chính xác, nhắc nhở để đừng có quên là bị dũa phù mỏ. Anu bà đà giá dề rá tà khi nà sá hòa chú tí mạnh tồ tề lô kề phá rí nếp bú tà. Dề sang sâm bồ chí dân dề xú sâm mà chí tăng xú bà quý tăng. À đà ná phá tí nếp sắc dề anu bà đà giá dề rá tà khi nà sá hòa chú tí mạnh tồ tề lô kề phá rí nếp bú tà. Đọc lại một lần nữa cho nó chết em. Về sang sâm bồ chí dân về su sâm ma chí tăng su ba quý tăng a đà na pha ti ni sắc về anu pa đà ya về ra ta khi na sa hòa chú ti mạnh tổ tề lô kề pha ri ni bu ta. Về sang sâm bồ chí dân về su sâm ma chí tăng su ba quý tăng a da na pa ti ni sak ge a nu pa da ya ge ra ta k
Khi na sa wa chư ti man tô tề lô kê ba vi nhiếp bù ta. Về sang sâm bố chi văn dễ sô sầm ma chi tăng tu ba quý tăng. A đa na pha ti nhiếp sắc ghê a nu pha đa gia ghê ra ta. Khi na sa wa chư ti man tô tề lô kê ba vi nhiếp bù ta. Những ai vô chánh tâm, khéo tu tập, giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ, không chấp thủ, không lậu hoặc, sáng tối, sống tịch tịnh ở đời. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của Kinh Pháp Cú, câu Kinh Pháp, câu của Kinh Pháp Cú, câu số 89. Với chánh tâm hả? Với chánh tâm hả? Ô, đúng rồi đó, với chánh tâm, đúng rồi đó, vô kỷ quá. Cảm ơn học trò 21, và đúng rồi, với chánh tâm mới đúng đó, viết nhanh quá bị mất hết chữ. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoàn hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Hì hì để coi đó, bữa nay mới có ba bông hướng dương nè, chứ bông hồng đâu có hột gì đâu ăn. Bông hướng dương hột ăn ngon lắm mấy sư, có như có nghị bữa hôm nay không vậy hả sư? Không thấy nữa, chiếc lá mùi sưng ba cái bông đỏ chét nữa. Mùa này mùa đông rồi, lạnh lắm. Dạ, nếu còn có sai gì xin sư về các quý vị chỉ và chỉ dạy cho biết. Con xin cảm ơn quý vị đã cho bông quai cùng vỗ tay vỗ chân. Dạ, con xin mời người kế tiếp, hình như Hồng Thị Kim Nhung phải không? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mài, dạ, Nam Mô Sàng Khà, dạ. Dạ, con kính lãnh lễ người Tri Đức, Tri Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con nhớ hình như là như chị Nhung thì phải, nhưng mà không biết sao, cũng không thấy chị lên. Dạ, thôi, để con đọc. Rớt mít. Vậy chị có muốn lên trước không? Thì nhường mít lại. Rồi, thôi, thôi. Dạ. Dạ. Dạ, con xin đọc kinh câu Pháp Cú 89. Về sang sầm bồ thí dàn ghề su sầm ma chích tăng su phà quý tăng. A đà ná bá tình ná bá tí nít sát ghề a nú bà đà gia dề rát tà. Kinh na sa hoa chú tí man tô tê lô kê ba ri nít bú tà. Dê sang sâm bồ thi dàn dê su sâm chích tăng su pha quý tăng. A đa na ba tín nít sàn gê a nú ba đa gia dê lát tà. Kinh na sa hoa chú tí man tô tê lô kê ba ri nít Bú tà. Những ai với tránh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chối, sống tịch tịnh ở đời. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích. Về trường âm thông thường sang trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Xăm là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, thí trường âm và thí đoạn âm, gian trường âm nhấn, ghê trường âm thông thường, xú đoạn âm, xăm trường âm nhấn, mà trường âm thông thường, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đập thì là nguyên âm, xú đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đập thì là nguyên âm. Dê xăng xăm bồ thí dàn dê ghê su sầm ma chích tằng su phà quý tằng. A đa là hai trường âm thông thường. Ná ba tỷ ba đoạn âm nít trường âm nhấn. Xá đoạn xá trường âm nhấn. Nít xá hai trường âm nhấn. Ghê trường âm thông thường. Á
nú hai đẳng âm, ba đa hai đẳng âm thông thường, giá đoạn âm, dê trường âm thông thường, rá đoạn âm, ta trường âm thông thường, a đà na ba ti mi se ye a nu ba đà ya ye rát rát ta khi na hay trường âm thông thường, xá đoạn âm qua trường âm thông thường, chú đoạn âm chú tí hai đoạn âm man trường âm nhấn tô trường âm thông thường tô tê lô kê bốn trường âm thông thường ba đoạn âm rí đoạn âm nít trường âm nhấn bú đoạn âm ta trường âm thông thường khi na sa hòa chú tí man tô tê lô kê ba rí nít bút tà bút tà dê sang sâm bồ thi giòn ghê su sâm mà chích tầng su phà quý tầng a đa na ba ti nít san ghê a nu ba đa gia dê rát tà kỳ na sa hòa chú ti mạn tô tê đô kê ba rít nít bút tà ye sang sam bồ thi yan ge su sam ma chit tang su pha vi tang a da na pa ti ni sa ge anu pa da ya ye rat ta ki na sa wa chu ti man to te lo ke ba ri ni pu ta những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi từ bỏ mọi ái nhiễm hoan hỷ công chấp thủ không lộ hoặc sống chối sốc tịnh tịnh ở đời. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con không có kệ. Dạ thôi con mất lại cho vị kế tiếp. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 89. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chit tang su pha vi tang. A da na pa ti ni sak ge anu pa da ya ye ra ta. Hi na sa wa chu ti manh to te lo ke pa ri ni bu ta. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Dê, trường âm thông thường. Sang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sam, trường âm nhấn. Bô, trường âm thông thường. Thí, đoạn âm. Giang, trường âm nhấn. Ghê, trường âm thông thường. Sú, đoạn âm. Sam, trường âm nhấn. Ma, trường âm thông thường. Chít, trường âm nhấn. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sú, đoạn âm, pha, trường âm thông thường, quý, đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dê sang sam bồ thi yang ghê su sa ma chít tăng su pha quý tăng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. A, đa, hai trường âm thông thường, ná, pá, tí, ba đoạn âm, nít, sắc, hai trường âm nhấn, ghê, trường âm thông thường, á, nú, hai đoạn âm, ba, đa, hai trường âm thông thường, giá, đoạn âm, dê, trường âm thông thường, rá, đoạn âm, ta, trường âm thông thường, a, đa, na, pa, ti, ni, sắc, ghê, a, nu, pa, đa, giá, dê, ra, ta. Con xin phân tích câu 5, câu 6. Khi na hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, qua trường âm thông thường, chú tí hai đoạn âm, manh trường âm nhấn, tô tê lô kê bốn trường âm thông thường, bá rí hai đoạn âm, nít trường âm nhấn, bú đoạn âm, ta trường âm thông thường. Khi na sa hoa chú tít manh tô tê lô kê parit nít
Buddha. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 89. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chit tang su pha vi tang. A da na pa ti ni sắc ghê anu pa da ya ye ra ta. Khi na sa hoa chú ti mạnh tô tê lô kê pa ri núp vi nít bú ta. Ye sang sam bo thi yang ghê su sam ma chi tăng su pha vi tăng. Adana pati nisak ye anupada yak ye rata hinasawa chuti mento te loke pari nimbuta. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ, không chấp thủ, không lộng hoặc, sáng chói, sống tịch tịch ở đời. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ. Dạ alo, dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính lễ sư Quán Không. Dạ con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu 9. Dạ cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ ạ. Dạ. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chit tang su pha huy tăng a đà na ba ti ni. Dạ con đọc sai chỗ này, con xin đọc lại. Ye sang sam bo thi yang ghe su sam ma chit tăng su pha huy tăng a đà na ba ti ni sắc ghe anu ba đà ya ye ra ta khi na sa hoa chú ti man to te lo ke ba ri ni. Con xin phân tích ạ. Dê là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam là trường âm nhấn, bô là trường, thí là đoạn âm, gian là trường âm nhấn, ghê là trường, số là đoạn âm, là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chit tang su pha huy tang. A da là hai trường âm thông thường, ná bá tí là ba đoạn âm, nis là trường âm nhấn, sắc là trường âm nhấn, ghê là trường âm thông thường, á nú là hai đoạn âm, ba đa là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. A da na ba ti ni sắc ghê anu ba da ya re ra ta. Khi na là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, chú tí là hai đoạn âm, man là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tê lô là hai trường âm thông thường, kê là trường âm thông thường, bá rí là hai đoạn âm, níp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Khi na sa hoa chú ti man to te lô kê bá rí níp bú ta. Ye sang sam bo thi yan ghe su sam ma chit tăng su pha huy tăng a đà na ba ti ni sắc ghê anu ba đà ya ra ta khi na sa hoa chú ti man to te lo ke ba ri ni pu ta. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm,
hoan hỷ không thất thủ, không lộ hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể ạ. Ye sang sambo thi yang ge su samma chittang su pha vi tang adana pa ti nit sak ge anupada ya re ra tam khi na sa wa chu ti man to te lo ke pa ri nit bu tam ye sang sam bo thi ye su samma chittang su pha vi tang a pa ti nit sak ge anupada ya re ra ta khi na sa wa chu ti man to to le ke pa rip bu te. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không lộ hoặc sáng chói, ở đời là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc, dạ con có sai, con kêu vào đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư ạ. Dạ cảm ơn chị Tâm Hạnh đã bốt bài. Dạ cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic, xin mời lão mùa. Dạ con không có thấy cái bàn tay cho nên con cũng biết số thứ tự con số mấy. Thôi để con đọc luôn nha. Con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tư nữ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc và phân tích câu kinh Pháp Cú số 89. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chit tang su pha quý tăng Adanapatinisakye Anupadaya Rata Kina Sawa Chuti Manto Te Loke Parinipputa Ye Sang Sambo Thi Yang Ge Su Samma Chittang Su Pha Quy Tăng. Ye là trường âm thông thường, Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Sam trường âm nhấn, Bô trường âm thông thường, thí đoạn âm, văn trường âm nhấn, ghê trường âm thông thường, số đoạn âm, sam trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, số đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1 và 2. Ye sang sambo thi yang ge su samma chit tang su pha quý tăng adana patin nisak ge anupada ya ye rata ada là hai trường âm thông thường, ná bá tí ba đoạn âm, nis trường âm nhấn, sắc trường âm nhấn, ghê trường âm thông thường, á nú hai đoạn âm, ba đa trường âm thông thường, giá đoạn âm, dê trường âm thông thường, rá đoạn âm, ta trường âm thông thường. Ủa? Đúng rồi. Con xin đọc lại câu 34. A đa na ba ti ni sắc ghê a nu ba đa giá dê ra ta khi na sa hoa chú tí mạnh tồ tề lồ kề ba ri nít bú tà. Khi nè là hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, hoa trường âm thông thường, chú tí hai đoạn âm, mạnh trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, tề lồ kề ba trường âm thông thường, bá rí ní, bá rí hai đoạn âm, nít trường âm nhấn, bú đoạn âm, ta trường âm thông thường. Khi na qua chú ti mạnh tồ tề lô kề pa ri nếp bú ta. Con xin đọc lại toàn bộ câu 1 tới câu 6. Dê sang sam bồ thi dăng ghê su sam ma chít
tăng su phà quý tăng a đà na pa ti ni sắc kề anu anu bà đà gia về ra tà khi na sa hòa chu ti mạnh tổ tề lô kề pa ri ni pu tà về sang sam bồ thi dần về su sam ma chít tăng su phà quý tăng a đà na pa ti ni sắc kề anu bà đà gia về ra tà khi na sa hòa chú ti mạnh tổ tề lô kề ba ri ni pu ta về sang sam bồ thi dần về su sam ma chít tăng su phà quý tăng a đà na ba ti ni sắc kề anu bà đà gia về ra tà khi na sa hòa chú ti mạnh tổ tề lô kề ba ri ni pu ta về sang sam bồ thi dần về su sam ma chít tăng su phà quý tăng a đà na ba ti ni sắc kề anu bà đà gia về ra tà khi na sa hòa chú ti mạnh tổ tề lô kề ba ri ni pu ta. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung, cô Thiên Vũ cho con biết tín hiệu. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 89 ngày hôm nay ạ. Ye sang sambo thi yan ge su samma chit tang su pha huy tang ada nabatinit sak ge anubada ya ye rata hina sawa chuti manto te lo ke parinip buta ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chit tang su pha huy tang ada nabatinit sak ge anubada ya ye rata hina sawa chuti manto te lo ke parinip buta. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu số 2. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chit tang su pha huy tang. Ye là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam là trường âm nhấn, bo là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, dăng danh là trường âm nhấn, ghê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, sâm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chit tang su pha quý tăng. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Ada nabatinit sak ge. Ada nabatinit sak ge anubada ya ye rata. Ada là trường âm thông thường. Na ba tí là ba đoạn âm. Nit là trường âm nhấn. Sắc là trường âm nhấn. Ge là trường âm thông thường. Á, nú là hai đoạn âm. Ba, đa là hai trường âm thông thường. Giá là đoạn âm. Dê là trường âm thông thường. Rá là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường. A đa na ba ti ni sắc ghê a nu ba đa gia dê ra ta. Câu số 5 và câu số 6. Khi na sa hòa chú ti mạnh tô tê lô kê ba ri ni bú ta. Khi na là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, chú tí là hai đoạn âm, manh là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tê, lô, kê là ba trường âm thông thường, bá, rí là hai đoạn âm, níp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, ta là trường âm thông thường,
khi na sa wa chú ti mạnh tô tê lô kê pa ri ni bú ta. Dạ con xin đọc lại ạ. Dê sang sâm bồ thi dặn ghê su sâm ma chít tăng su pha huy tăng a đà na ba ti ni sắc kê anu ba đà gia dê ra ta khi na sa wa chú ti mạnh tô tê lô kê pa ri ni bú ta. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc, sáng chói, sống tịch tịnh ở đời, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ye san sam bo thi yang ge su sam ma chi tang su pha vi tang Adana pati nin sangge anubada ya ye rata Khi na sa wa chu ti man to te lo ke ba rim bu ta. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chi tang su fa vi tang. Adana ba ti ni sang ge anu ba da ya ye ra ta. Khi na sa wa chu ti man to te lo ke ba ri nip bu ta. Dạ con đã đọc và phân tích xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin mời cô niệm từ ạ. Cảm ơn Giang Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Thà Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong và quý cô tu nữ trong đạo tràng. Và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô học trò, cảm ơn Sư Tinh Nhung, cảm ơn Trường Vũ đã cho niềm từ biết và âm thanh rõ. Dạ. Con xin đọc tích câu bài học hôm nay là câu số 89. Ye sang sam bo thi yang ve su sam ma chi tang su pha vi tang a da na pa ti ni sắc ge anu ba da ya ye ra ta khi na sa wa chu ti man to te lo ke ba ri ni pu ta. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chi tang su pha vi tang a da na pa ti ni sắc ge anu ba da ya ye ra ta khi na sa wa chu ti man to te lo ke ba ri ni pu ta. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chi tang su va vi tang. Và câu số 1, ye là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên an, âm, sang, sam là trường âm nhấn, bo là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, văn là trường âm nhấn, ghê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm. Và câu số 2, sam là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 3 và câu số 4, A da na pa ti ni sắc ghê anu ba da ya ye ra ta. A da là hai trường âm thông thường, na ba tí là ba đoạn âm, nis là trường âm nhấn, sắc là trường âm nhấn, ghê là trường âm thông thường. Câu số 4, anu là hai đoạn âm, ba da là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Và câu số 5 và câu số 6, khi na sa wa chu ti man to te lo ke ba ri ni pu ta.
khi na là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, chú tí là hai đoạn âm, manh là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tê lô kê là ba trường âm thông thường, bá rí là hai đoạn âm, níp là trường âm nhấn, bú là trường âm, là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chi tang su va vi tang a da na ba ti ni sak ge anu ba da ya ye ra ta khi na sa wa chu ti man to te lo ke ba ri ni pu ta Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chit tang su pa vi tang a da na ba ti ni sak ge anu ba da ya ye ra ta khi na sa wa chu ti man to te lo ke ba ri ni pu ta. Dạ con xin kệ. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chit tang su pha vi tang a da na ba ti ni sang ge a nu ba da ya ye ra ta khi na sa wa chu ti man to to lo tê lô kê ba ri ni bu ta. Dạ con đã đọc và phân tích xong, con có sai mong ngài và đạo tràng cho giúp con chỉnh sửa lại. Dạ con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ con kính bạch lễ sư Phúc Hạnh. Dạ bây giờ niệm từ xin mời cô Tina. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý thầy, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 89. Ye sang sam bo thi yan ge su sam ma chit tang su pha sit vi tang a da na pa ti nin sang ge anu pa da ya ye ra ta khi na sa wa chu ti man to te lo ke parinim puta ye sang sam bo thi yan ge su sam ma chit tang su pha vi tang a da na pa ti ni sang ge anu pa da ya ye ra ta khi na sa wa chu ti man to te lo ke parinim puta. Con xin phân tích câu 1 và 2. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chi tang su pha vi tang. Ye trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam trường âm nhấn, bo trường âm thông thường, thí đoạn âm, danh trường âm nhấn, ge trường âm thông thường, su đoạn âm, sam trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, chi trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, số đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ye sang sam bo thi yang ge su sam ma chi tăng su pha chi tăng su pha quý tăng. Câu 3 và 4. A da na pa ti ni sa ge anu pa da ya ye ra ta. A da hai trường âm thông thường, na đoạn âm, pa đoạn âm, tí đoạn âm, nít sát hai trường âm nhấn, ghê trường âm thông thường, á đú hai đoạn âm, ba đa hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, dê trường âm thông thường, rá đoạn âm, ta trường âm thông thường, a đa na pa thi nít sát ghê anu ba đa giá dê ra ta. Câu 5 và 6. Khi na sa wa chú ti man tu te lo ke pa ri nip pu ta. Khi na hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, qua trường âm thông thường, chú tí hai đoạn âm, man trường âm nhấn, tô tê hai trường âm thông thường, lô trường âm thông thường, kê trường âm thông thường, phá rí hai đoạn âm, níp trường âm nhấn, bú đoạn âm, ta trường âm thông thường.
Khi na sa wa chú thi mạnh tô tê lô kê bà rì nếp bú ta. Con xin đọc lại bài. Ye sang sam bù thi yan ghe su sam ma chít tăng su pha vi tăng. A da na pa thi nít sắc ghe anu pa da ya ye ra ta. Khi na sa wa chú thi mạnh tô tê lô kê bà rì nếp bú ta. Những ai với chánh tâm, khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ải nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịnh tịch ở đời của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phép kể. Ye sang sambo thi yan ge su samma chi tăng su pha vi tăng a da na pa thi nin sang ge anu pa da ya ye ra ta khi na sa wa chu ti man tu te lo ke pa ri nim bu ta ye sang sam bo thi yan ge su sam ma chi tang su pha vi tang a da na pa thi nin sang ge anu pa da ya ye ra ta khi na sa wa chu ti man tu te lo khe pa ri nim bu ta. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ sư Quán Không, con thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ sư Tệ Đức, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu rõ. Dạ sau đây con xin đọc câu pháp cú số 89. Ye sang sam bố thí gian ghe su sam ma chít tăng su pha quý tăng a na áp ba tí ni sắc ghe anu ba đa giá dê ra ta khi na sáp và chú tí man tô tê lô kê ba rí ni bú ta ye sang sam bố thí gian ghe su sam ma chít tăng su pha quý tăng. Dê là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc nguyên âm, sam là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, danh là trường âm nhấn, ghê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, sam là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, chích là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4 ạ. Ana patinis sắc ghe anubada giá dê ra ta. A đa là hai trường âm thông thường, ná bá tí là ba đoạn âm, ít là trường âm nhấn, sắc là trường âm nhấn, ghê là trường âm thông thường, á nú là hai đoạn âm, ba đa là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Câu 5 và câu 6. Khi na sát và chú tí man tê lô kê bá rí nít bú ta. Khi na là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, va là trường âm thông thường, chú tí là hai đoạn âm, man là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tê lô kê là ba trường âm thông thường, bá rí là hai đoạn âm, nít là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Dê sang sam
Ye sang sam bo thi yan ge su sam ma chit tang su pha quý tăng anapatinisak ge anubada ye ye rata khi na sa va chú tí man tô tê lô kê ban barinit bú ta ye sang sam bô thí yan ghê su sam ma chít tăng su pha quý tăng a đà na ba tín nít sắc ê anu bà đà ye ye ra ta khi na sa va chú tí man tô tê lô kê barinit bú ta. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Ye sang sam bho thi yan ghe su sam ma chê tăng su va phi tăng Adana pa tini sa ghe anu pa da ya ye ra ta khi na sa va ha chu ti man to te lo ke pa re ni pu ta. Con đã đọc và kể và phân tích xong, con có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bốt bài. Xin mời vị tiếp theo. Sa thú kính cảm ơn cô Tu Hạnh. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn Tăng. Dạ cảm ơn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trị Đức Thượng Tọa Quán Không, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà với cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ cảm ơn Kim Nhung, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ con nãy giờ không có trước máy, con không biết quý sư đã ôn bài chưa, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Có ôn bài chưa? Nếu quý sư cho ôn bài, con kính mời bằng tay ạ. Dạ cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Dạ quý sư có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ con kính nhân bích đến Đại Đức Tuệ Đức ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Thượng Tọa Quán Không, Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Pháp Cú câu số 89. Ye sang sambo thi văn ghê số sam ma chít tăng su pha quý tăng a đà na pa ti ni sắc ghê. Anu pa đà ya dê ra ta khi na sa hoa chú ti man tô tê lô kê pa ri ni pu ta. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Ye sang sambo thi yan ghe su samma cittang su pha vi tăng adana patine sakke anubada ya ye rata hina sawa cuti mantong teiloke parini puta.
ye sang sambo ti yang ge su sammacittang sufa vitang adana patine sake anubada yang ye rata hina sawa cuti mantong teloke ini puta ye sang sambo ti yang ge su sammacittang sufa vitang ada napatini sake anubada yaye rata hina sawa cuti mantong teloke pariniputa. Dạ con xin hết ạ, con xin nhường bước để cho đạo tràng. Dạ sa thú chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức tại đức ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con thấy đồng hồ con là 4:42, tức là 5:42 ở Việt Nam rồi. Con không biết ngài Trí Đức còn có thời gian cho con ôn bài không, hay là học từ vựng ạ. Dạ con cung thỉnh ngài Trí Đức cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ không thấy ngài cho tín hiệu, vậy con xin được ôn bài. Máy cô Phúc, cô Phúc Hạnh bị sao rồi? Dạ cảm ơn đạo tràng cho nhục mình biết được tín hiệu. Máy cô Phúc Hạnh bị cái bàn phím rồi. Dạ năm một bích hai giá. Dạ cảm ơn Kim Dung. Dạ con xin được ôn bài câu Phúc Ú. Dạ rồi bây giờ trở lại bình thường rồi cô. Dạ câu Phúc Ú 89. Về sang sambo thi dành ghê su samma chit tăng su pha vi tăng adana pati ni sap ghê anu ba da ya ye ra ta khi na sa qua chu ti man to te lo ke ba di nip bu ta. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Dê sang dê trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sâm trường âm nhấn, bô trường âm thông thường, thí đoạn âm, danh trường âm nhấn, ghê trường âm thông thường, sú đoạn âm, sâm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sú đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Về sang sam bơ thi dạnh ghê su sam ma chit tăng su pha vi tăng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. A đa hai trường âm thông thường, ná bá tí ba đoạn âm, nít trường âm nhấn, sắp trường âm nhấn, ghê trường âm thông thường, á nú hai đoạn âm, ba đa hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, dê trường âm thông thường, rá đoạn âm, ta trường âm thông thường. Khi na a da na ba ti ni sap ghê anu ba da ya dê ra ta. Chân thinh phân tích câu 5 và câu 6. Khi na hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, qua trường âm thông thường, chú tí hai đoạn âm, manh trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, tê lô kê ba trường âm thông thường, bá rí hai đoạn âm, nít trường âm nhấn, bút đoạn âm, ta trường âm thông thường, khi na sa qua chú tí manh tô tê lô kê ba rí nít bú ta. Dê sang sam bơ thì dành ghê su sam ma chit tăng su pha vi tăng a da ma ti ni sap ghê anu ba da ya ye ra ta khi na sa qua chú ti man to te lo ke ba di ni bu ta. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Và đây là bản kỹ ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Về sẵn sâm bơ thì dành ghê su sâm ma chít tăng su phá vi tăng a đà na ba tì nít sắp ghê anu ba đa dễ ra ta.
thì na sa qua chư tỳ man tơ tỳ lơ kê ba ni niệp bu ta. Dạ con đọc và thương tích có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa. Dạ bây giờ thì con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thà, dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chi công đức nhục mình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con kính nhân mít đến ngài. À, sa thú thích nhục quỳnh, thích nhục quỳnh bao chót ha. À, và không còn bàn tay nào nữa. À, quý vị đọc rất là chuẩn, rõ ràng, chính xác. Trẻ cũng hay dựng kinh phân tích quá chuẩn, còn gì nữa mà nói. À, sa thú. Bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa tự vựng ha. Ye sang sam bo thi yang ghe su. Ye sang sam bo thi yang ghe su. Câu đầu tiên chúng ta thấy có hai từ. Bây giờ ý nghĩa của những từ này như thế nào? Chữ ye sang. Dê sân do từ giá, một đại từ quan hệ nam tính. Và giá đây được dê theo sở hữu các số nhiều, xa thí, quy phá tí bổ quá trình á. Cho nên chữ giá biến thành dê sân. Dê sân có nghĩa là của những vị nào, của những ai. Của những vị nào, của những ai. Đúng rồi, của những vị nào, của những ai. Sambo thí dân ghề su. Sambo thí dân ghề su. Ở đây chúng ta thấy có hai từ. Chữ sambo thí. Sambo thí à, đây là một danh từ trung tính ha. Akran, à, ý karan ta nam phong sắc lệnh ga. À, sambo thí có nghĩa là sự hoàn toàn giác ngộ. Sự hoàn toàn giác ngộ. Rồi chữ ăn ghê sú. Ăn ghê sú do từ ăn gá. Ăn gá là một danh từ trung tính. Akran tanapung sắc lệnh ga. Ăn gá là chi phần, là yếu tố. À, chi phần yếu tố. Vậy thì sambo thi ăn ghê su. Chữ ăn gá này được chia theo định sở cách số nhiều. Định sở cách số nhiều tức là sát tầm ý vì phát tí bảo quá trình á. Ăn gá biến thành ăn ghê su. Sambo thi ăn ghê su à, có nghĩa là ở các chi phần đưa đến giác ngộ. Ở các chi phần đưa đến giác ngộ. Sambo thi dân ghê su. Rồi sa thú ở các chi phần đưa đến giác ngộ. Rồi, câu số 2 sẽ bổ sung cho câu số 1. Samma chít tăng su phà quý tăng. Thì kìa mà, chữ chít tăng đọc chậm một chút. Đọc nhanh quá thành ra chữ chí tăng. À, chỗ này, chữ chít tăng rõ ràng vậy. Vậy mà cứ đọc chí tăng không à. Đọc nhanh làm gì vậy? À, đâu cầm micro đâu ai dành đâu. Samma chít tăng su pha quý tăng. Chữ samma đây là một trạng từ có nghĩa là đúng, thích hợp, chân chánh. Đúng, thích hợp, chân chánh. Chít
tăng, chít tăng do từ chít ta ha, à, chít ta được chia theo đối cách, chít ta biến thành chít tăng có nghĩa là tâm ha. Rồi supa vi tăng, chít ta mà còn hai chữ á nè, mới nói về chi kia mà chít ta đọc là chí ta, còn đây là chít ta ta, rồi chít ta. Rồi chữ thứ ba supa vi tăng, supa vi tăng tiếp rồi ngữ xú ở phía trước có nghĩa là tốt khéo léo. Rồi pha vi tăng do từ pha vi ta, có nghĩa là phát triển tu tập hay là hành thiền. Ở đây supa vi tăng đã được tu tập, đã được khéo phát triển, đã được tu tập, đã được khéo phát triển. Mà có chỗ thì chúng ta thấy rằng pa vi tăng, pa quá na đó, thì người ta cũng gọi là tu thiền luôn. Bố thí trì giới tham thiền, bố thí là đa na, trì giới là si la, pa quá na là tham thiền, cũng do cái từ thâu người ta này. Vậy thì dê sân sâm bồ thí ăn ghê su mà sâm ma chích tăng su phà quý tăng, hai câu này ha. Dê sân sâm bồ thí ăn ghê su sâm ma chích tăng su phà quý tăng. Những vị nào có tâm đã được tu tập một cách đúng đắn ở các chi phần đưa đến giác ngộ. Câu 1, câu 2 ha. Những vị nào có tâm đã được tu tập một cách đúng đắn ở các chi phần đưa đến giác ngộ. Rồi, câu 1, câu 2 xong chưa? Những vị nào có tâm đã tu tập đúng đắn ở các chi phần đưa đến giác ngộ. Chữ ăn ghê xú đó, các chi phần. Mà các chi phần đây nói về coi như bảy pháp giác ngộ, hay là bảy trật pháp giác chi á. Nè, những vị nào có tâm đã được tu tập một cách đúng đắn ở các di phần đưa đến giác ngộ, tức là bảy cái tạch pháp giác gì, hay là thất bồ đề phần. Rồi câu số 3, câu số 4. A đà na pa ti lích sắc ghê A đà na pa ti nít sắc ghê. Nó đi liền một chùm chữ luôn ha, nhìn vô là rối. Bây giờ chúng ta cắt ra. A đà na là một, pa ti nít sắc ghê là hai. A đà na đây là một danh từ trung tính. A kran ta na pung sắc ca linh ga. A đà na là sự bám víu, việc dính mắc. Sự bám víu, việc dính mắc. Rồi patinissakke do cái từ patinissakka. Patinissakka đây là một danh từ trung tính, một danh từ nam tính nhé. Akaranta pumlinga. Patinissakka có nghĩa là sự từ bỏ. Nhưng mà patinissakka được chia theo định sở cách số ít. Sát tầm ý vì phá tí ê cao quá trần á, cho nên bá tí ní sắc ga biến thành bá tí ní sắc ghê. Đà nó bá tí ní sắc ghê.
ở sự từ bỏ các điều bám víu, hoặc là trong sự từ bỏ dính mắc, trong sự từ bỏ dính mắc, hoặc là ở sự từ bỏ các điều bám víu. À, đó là ý nghĩa câu số 3. Đà nà, sự bám víu, bất đi sắc ra, sự từ bỏ chính xác. Rồi, câu số 4. À, câu số 4. Anubada yaye rata, Anubada yaye rata. À, câu này có ba từ ha. Anubadaya, Anubadaya ở đây do cái động từ upadijati, upadijati, và cái động từ adijati có nghĩa là nắm bắt, nắm bắt. Chúng ta thấy tiếp đoạn ngữ upa, upa đi dạch đi, nhưng mà trước nó thì có tiếp đầu ngữ anh, có nghĩa là không, không, mà upa đi dạch đi có nghĩa là dính mắc hay là chấp thủ. Vậy thì anubadaya đây là một cái động từ bất biến, không còn chấp thủ, không còn dính mắc. Anubadaya không còn chấp thủ, không còn dính mắc. Chữ dê do đại từ giá, một đại từ quan hệ nam tính, và đại từ này đứng làm chủ từ số nhiều. Dê có nghĩa là người đó, việc đó. Dê là người đó, việc đó. Rồi, chữ rata, rata đây một, là một cái quá khứ phân từ nam tính ha. Nhưng mà đứng làm chủ từ số nhiều, Pathama Bahuvachana Vipatti. Rata có nghĩa là những người đã được thỏa thích, những người đã được thỏa thích. Rồi, tiếp theo quay lại những được thỏa thích trong sự từ bỏ các điều bám víu, không còn chấp thủ. Câu số 3, câu số 4 ha. Đà la bát tín ni sắc ghề anu bà đà dạ ghề ra tà, được thoát trong sự từ bỏ các điều bám víu, không còn chấp thủ. Đó là câu 3, câu 4 ha. Được thỏa thích các điều bám víu, không còn chấp thủ hả? Được thỏa thích trong sự từ bỏ
các điều bám víu, không còn chấp thủ, thỏa thích trong sự từ bỏ nhé. Chứ thỏa thích trong các điều bám víu là thấy nói lên cái tâm tham sao và khi quên được thỏa thích trong sự từ bỏ các điều bám víu, không còn chấp thủ nha. Rồi đúng rồi, được thỏa thích trong sự từ bỏ các điều bám víu, không còn chấp thủ. Và câu 5 câu 6. Khi na sa wa chú tê man tô. Khi na sa wa, chúng ta thấy hai từ đi chung với nhau là khi na và a sa wa. Thì khi na đây là một cái dạng quá khứ phân từ, đã được lấy trừ, đã được diệt trừ, chứ khi na. Rồi a sa wa, a sa wa nó là một danh từ nam tính, a kran ta phung linh ga. A sa wa là lậu hoặc, cấu uế, ô nhiễm. Nhưng mà khi đi chung với chữ khi na, nó biến thành khi na sa wa. Khi na sa wa nó được đứng làm chủ từ số nhiều. Bhatma bảo hú quá chánh áo quỷ phát tí. Khi na sa wa là những vị có các lậu hoặc đã được đoạn tận. Khi na sa wa có thể gọi là các vị lậu tận, hay là những vị mà có lậu hoặc đã được đoạn trừ. Khi na sa wa các bậc lậu tận. Rồi a sa wa đúng rồi. Khi na sa wa là những vị có lậu hoặc đã được đoạn trừ, các bậc lậu tận, dùng cái từ khi na sa wa ha. Rồi chú tí man tô. Chú tí man tô, chú tí, đây là một danh từ nữ tính ha. Ý karan ta ít thi linh ga. Chú tí là ánh sáng. Và man tô chỉ cho cái sự sở hữu do từ man tú. Chú tí man tô là sáng chói. Sáng chói. Chú tí mần tổ, chú tí anh sẽ mần tú. Rồi, rồi và cái câu cuối cùng. Tê lô kê phá rít nếp phụ tà. Tê lô kê phá rít nếp phụ tà. Câu cuối cùng có ba từ ha. Tê, những vị ấy. Lô kê là trong thế gian. Lô kê do từ lô cá. Lô cá là một danh từ nam tính ha. Akran tapon linh cá. Nhưng mà lô cá được chia theo định sở cách số ít. Sát tầm ý quy phát tí e ca quá trình ha. Cho nên lô cá biến thành lô kê. Trong thế gian, ở thế gian, trên thế gian. Rồi những vị ấy trong thế gian. Parinipputa, Parinipputa, chữ Pari đây là một tiếp đồng ngữ ha. Rồi Nipputa, Nipputa do cái từ Nipputa nhưng mà nó được chia theo chủ từ số nhiều. Bhatama bahu vacana vipatti, cho nên Nếp phụ ta biến thành nếp phụ ta. Và động từ là Parinipayati. Parinipayati, động từ này có nghĩa là động từ giải thoát hoàn toàn. Động từ giải thoát hoàn toàn. Thì Parinipayati
có nghĩa là đã đạt được niết bàn, đã đạt được niết bàn. Phật Bồ Tát hay quá mày. Rồi, Phật Niết Bồ Tát đã đạt được niết bàn. Vậy thì câu 4, câu 5 câu 5, câu 6 đó. Khi na sa va chú tiết mân tô tê lô kê pa ri nếp phụ tà. Câu 5, câu 6 ha. Những bậc lậu tận sáng chói đã đạt niết bàn ở thế gian, tức là họ đã đạt được niết bàn ở thế gian. Những vị có các lậu hoặc đã được đoạn tận sáng chói, những vị ấy đã đạt được niết bàn ở thế gian. Câu 5, câu 6. Những bậc lậu tận sáng chói họ đã đạt niết bàn ở thế gian. Đúng rồi. Câu Phật ngôn 89 cho chúng ta ý nghĩa: những vị nào có tâm đã được tu tập một cách đúng đắn ở các duy phần đến giác ngộ, được thỏa thích trong sự từ bỏ các điều bám víu, không còn chấp thủ, những vị ấy có các lậu hoặc đã được đoạn tận, có sự chói sáng, đã đạt niết bàn ở thế gian. Xin lặp lại ý nghĩa câu Phật ngôn 89. Những vị nào có tâm đã được tu tập một cách đúng đắn ở các tiêu phần đưa đến giác ngộ, được thỏa thích trong sự từ bỏ các điều phám biếu, không còn chấp thủ, những vị ấy có các lậu hoặc đã được đoạn tận, có sự chói sáng, đã đạt niết bàn ở thế gian. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Phổ Thơ Lục Bát thế này: khéo thay tu tập giác chi, lành thay chánh hành nhiếp trì bền tâm. Người không ô nhiễm dục trần, sống đời sáng chói, niết bàn ở đây. Khéo thay tu tập giác chi, lành thay chánh hạnh nhiếp trì bền tâm. Người không ô nhiễm dục trần, sống đời sáng chói, niết bàn ở đây. Ngài Hòa Thượng Minh Châu: những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sắp tịch tịnh ở đời. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Chữ tiếng Việt rõ ràng như vậy đó. Mà đọc những ai vô chánh tâm, với chánh tâm mà đọc là vô chánh tâm. Tiếng Việt Nam mà đọc còn chắc nó khổ thiệt. Không biết hồi nãy ai đọc sai chỗ đó không biết ha. Thôi chỉ nhắc lại vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái phần quan trọng là duyên sự ba câu Phật ngôn ha. 87, 88, 89. Ba câu Phật ngôn cùng một duyên sự, tức là khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên á, thì Ngài đề cập đến 500 vị tỳ khưu khách. Có 500 vị tỳ khưu đã an cư kiết hạ trong xứ Kosala. Sau khi mãn mùa an cư thì các vị ấy trở về chùa Kỳ Viên để ý kiến bậc đạo sư. Khi đến nơi định để Đức Phật ngồi xuống một bên,
Sau khi lắng nghe Chư Tăng trình về sự hình đạo của riêng từng nhóm, thì Đức Phật Ngài thuyết lên ba câu Phật ngôn này: tam bảy, tam tam và tam chín. Câu Phật ngôn tam bảy nói là ý nghĩa là người trí bỏ hắc pháp, tu tập theo bạch pháp, xuất gia sống không nhà, một mình ở nơi xa. Câu Phật ngôn 88, người trí gột rửa sạch cấu uế ở nội tâm, lìa dục không ô nhiễm, hãy cầu vui niết bàn. Và câu Phật ngôn 89, những người giữ chánh tâm, tu giác chi bảy pháp, xa lìa mọi thủ chấp, không ái nhiễm hỷ hoan, sẽ sanh không lậu hoặc, hiển sắp chứng niết bàn. Với ba câu Phật ngôn, Đức Phật Ngài khích lệ sắc tấn 500 vị tỳ kheo, mà theo sự trình bày của các vị tỳ kheo đó, thì Đức Phật thuyết lên một lần ba câu Phật ngôn đối 500 vị tỳ kheo này. Và khi mà chấm dứt ba câu Phật ngôn này, thì có rất nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Duyên sự này nói lên một cách rất là tóm tắt: 500 tăng khách Kiều Tắc La về đến kỳ viên lễ Phật Đà, Ngài đã ban truyền ba pháp kế, dạy khuyên bậc trí hạnh không nhà. Một, nên độc tiết hạnh phạm hạnh. Hai, phải trừng thanh ngũ dục ra. Ba, ráng tu theo bảy nhánh giác, niết bàn quá vị sẽ không xa. Thì ở đây trong ba câu Phật ngôn này nói lên ba cái điểm chính. Một là nhàn cư độc tịnh, nhàn cư thiền tịnh, tức là một, nên độc tiết hành phạm hạnh, tức là phải tu tập một mình, phải có sự coi như là phải có ở những vắng vẻ, độc cư nhàn tịnh, đó là cái điểm thứ nhất ha. Một, nên độc giác hành phạm hạnh. Hai, phải trừng thanh ngũ dục ra. Điều thứ hai, tham ái ngũ dục hoặc là năm triền cái, đó là những cái phiền não mà nó làm tâm của chúng ta coi như luôn luôn lay động, chao động, bất an. Thì chính cái ngũ dục đó chúng ta phải thanh trừ. Rồi cái đề thứ ba là phải ráng tu theo bảy nhánh giác, mà bảy nhánh giác ở đây ám chỉ là thất giác chi, tức là bảy cái kiểu pháp mà đưa đến giác ngộ. Thất giác chi đó gồm có cái gì mà người ta gọi là bốn sanh giác, sầm bốn sanh giác. Đây là những cái pháp cần phải tu tập. Tha quê tập và thầm mà bảy cái chi phần để đưa đến sự giác ngộ. Điều thứ nhất, sơ ti sầm bốt thành ga, tức là niệm giác chi. Điều thứ hai là trật pháp giác chi, thầm mâu quy cha giác sầm bốt thành ga, trật pháp giác chi. Điều thứ ba là cần giác chi, quy chánh giác sam bốt chằng ga. Điều thứ tư là phi tí sam bốt chằng ga, thị giác chi. Điều thứ năm là bát sa thí sam bốt chằng ga, tịnh giác chi. Điều thứ sáu là định giác chi, sa ma thí sam bốt chằng ga. Và thứ bảy, upekha sam bốt chằng ga, là xả giác chi. Vậy thì niệm giác chi là gì? Niệm giác chi, cái chi đầu tiên có nghĩa là ghi nhận một cách đáng nhại trong cái đề mục mà mình đang tu tập. Tức là bất cứ một cái đề mục nào mà khởi lên thì chúng ta phải có một cái sự ghi nhận
bén nhạy. Điều thứ nhất ha. Rồi trạch pháp giác chi là cái gì? Thầm mong vi chay sam bố chăng ra, tức là phải có một cái trí để thẩm sát về danh, về sắc, rồi nhận thức một cách sâu sắc, liễu chi một cách chân thực cái tính pháp, tính chất của pháp, đó là vô thường, là khổ, là vô ngã, vân vân. Thì trạch pháp giác chi ở đây có nghĩa là thẩm sát về danh sắc, nhận thức một cách có một cái chiều sâu ha. Điều thứ ba là gì? Cần giác chi, nó lên sự nỗ lực, sự nhiệt tâm, sự tinh tấn dũng mãnh, không có lui sụt trong cái vấn đề phát huy cái chánh niệm tỉnh giác mà trong cái đợt mục mình đang nắm bắt. Điều thứ tư, hỷ giác chi. Hỷ giác chi pi sam bố chằng ga là sự hưng phấn, sự an lạc, sự phí lạc, tức là cái tâm hân hoan khi an trú trong cái đề mục. Rồi tịnh giác chi ha, pasati, tức là sự yên tĩnh của thân và tâm, sự vắng lặng của thân và tâm, tức là nội tâm không bị xáo trộn, không bị trạo hối, không bị bức rứt. Rồi định giác gì? Samadhi sambodhanga là sự sự tu tập, nghĩa là hướng về cái đề mục, cái tâm vững trú trên cái đề mục, không có tán loạn, không có dao động, tức là an trú trong đề mục, gọi là định giác gì. Và xả giác chi là cái điều thứ bảy, upekkha sambodhanga, sự dung hòa của tâm, cái trạng thái an nhiên bình thản đối với hiện tượng sanh diệt của các pháp hữu vi, không có bồn chồn, không có lâu âu, giữ một cái tâm mà coi như bình thường, tâm thì đạo ha, tức là xả giác chi. Thì bảy cái chi phần này đưa đến cái sự giác ngộ, gọi là trạch pháp giác chi, hay là thất bộ đề phần ha. Gồm có niệm giác chi này, trạch pháp giác chi này, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Rồi như vậy thì hôm nay ba câu Phật ngôn mà Đức Phật do chư tăng 500 vị khách tăng này và trình lên chuyên nguyên cái sự tu tập của mình, thì Đức Phật ngài đưa ra một lần ba câu Phật ngôn tùy theo căn cơ trình độ, và các vị 500 vị tỳ kheo đó chứng đắc thánh quả. Đó là cái 25 năm trước ha, 25 thế kỷ trước chứ. Còn bây giờ quý vị nghĩ sao về câu Phật ngôn này? Alo, những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Những ai với chánh tâm, nói về chữ chánh này thì chúng ta không có thể đụng chạm tới được, mà chúng ta thì tà tâm thì nhiều quá ha. Bởi vì tâm của chúng ta một cách chân chánh, dùng cái từ chân chánh thì nhân vô tập toàn, nhân vô tập toàn. Cho nên nói rằng những ai với chánh tâm, đây là ám chỉ các vị thánh, tâm của các ngài đã khéo tu tập về bảy cái chi phần giác ngộ. Mà khi tu tập một cách khéo với bảy chi phần giác ngộ thì các vị này đã từ bỏ mọi ái nhiễm, khi na sa hoa, từ bỏ những cái dục lạc, những cái phiền não, bởi vì họ hoan hỷ trong cái sự tu tập đó, họ an trú trong chánh pháp, cho nên họ không có còn một sự chấp thủ nào. Rồi khi không còn chấp thủ thì
đó là những cái gương sáng, đó là những bậc thánh, và họ đã đạt được niết bàn khi còn tại thế, chứ không phải nói là sẽ đạt niết bàn sau khi mình chết, mà niết bàn ở ngay trong cuộc sống chúng ta. Tức là họ đã đạt được hữu dư niết bàn. Niết bàn thì cũng có hai ha, hữu dư niết bàn và vô dư niết bàn. Hữu dư niết bàn tức là những cái mà chúng ta thấy trước mắt sống và an trú, và thấy nó hiện diện ở trong tâm của chúng ta, chứ không phải nói rằng sau khi chúng tôi chết rồi mới đạt được cái sự an vui tịch tịnh, không, mà niết bàn tại thế gian này trước mắt của chúng ta. Vậy thì theo sự hiểu biết của quý vị thấy rằng câu Phật ngôn này, khi mà chúng ta qua câu 87, 88 và thấy cái câu này là câu kết, tức là khi mà trình bày lên sự tu tập của mình, Đức Phật này đã khích lệ, Ngài đã gom lại, hãy tu tập về bảy chi phần để đưa đến giác ngộ. Và khi với cái tâm chân chánh hướng về bảy cái chi phần này, thì các vị đó đã từ bỏ mọi phiền não, mọi khổ đau, mọi ái nhiễm của cuộc sống. Rồi họ sống một cái đời sống mà không chấp thủ tất cả, buông bỏ tất cả. Và khi đó họ là một cái tấm gương, họ sáng chói trong cái cuộc sống mà giữa khổ đau người ta vẫn không có đau khổ. Tức là họ đạt được cái mà người ta gọi là bình thường tâm thị đạo. Alo, thời gian còn bao nhiêu đây? 23 còn 7 phút nữa. Ra 7 phút nữa xin nhường lại cho quý vị. Nếu mà không có ý kiến, nói rằng chúng tôi độc tài dành nói hết. Không, bây giờ nhường 7 phút lại cho quý vị á. Chứ nói hết rồi nó ồ, chứ các ông này nhiều chuyện, ham nói quá, không được. Rồi, xin nhường lại cho quý vị. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tri Đức đã từ bi giảng dạy từ vựng, cũng như duyên sự cầu pháp của kinh số 87, 88, 89. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cha Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài, và chúng con cũng cung kính Ngài dùng thanh nước. Con thấy Ngài hết hơi rồi. Dạ, nhìn chắc 7 phút nữa nói hết nổi rồi. Dạ, nên con cung thỉnh Ngài dùng nước ở chùa Ngọc Đạt. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, vị nào có ý kiến không thì không hiểu bài này ở chỗ nào không thì cứ đưa bàn tay lên. Mặc dù còn mấy phút thì Ngài cũng có thể trả lời, cũng như có thể giảng giải cho quý vị nghe. Không sao đâu, Ngài có quyền cho trễ giờ. Dạ, nếu vị nào có thể có gì thắc mắc trong bài học này thì cứ đưa ý kiến lên. Nãy giờ Nhật Quỳnh thấy Hà chạy vào chạy ra hoài. Hà đầu giờ đã có thắc mắc rồi, bây giờ cuối giờ rồi có thắc mắc không Thích Hà ơi? Alo, Thích Hà chạy ra chạy vào rồi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cuối giờ rồi có thắc mắc gì trong bài học này không? Alo. Dạ, đạo tràng không có gì thắc mắc thì cho con. Hà không nghe hả? Rồi xong ngay. Không nghe thì nói sao được đây. Dạ, Nam Mô Bích Hà giá. Dạ, bạch Ngài, Thích Hà thì không nghe, mà đạo tràng con cũng không thấy có vị nào có ý kiến. Con kính bạch Ngài giảng dạy thêm về tu tập bảy giác chi. Con thật sự là rất là mù mờ về chi này bạch Ngài. Dạ, con cũng thỉnh Ngài ạ. Nam Mô Bích Thà giá.
Alo bảy giác chi hay còn gọi là thất giác chi. Bảy giác chi mà nó bây giờ đã là 6:26 rồi, còn có 4 phút nữa, làm sao mà nè nó lên được 7 cái giác chi? Cái gì chẳng dễ dễ chứ. Hồi nãy nó nói bảy giác chi tức là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Không rõ mới hỏi hả? Mà bây giờ chỉ có giới thiệu thôi chứ làm sao mà coi như nói một cái chi tiết được. Niệm giác chi sati sambodhanga tức là ghi nhận một cách tinh tế, một cách bén nhạy, một cách sâu sắc trong cái đề mục mà mình đang tu tập. Ví dụ niệm giác chi là khi quý vị đang sinh hoạt ở đây, quý vị hãy chú tâm, quý vị hãy ghi nhận. Bởi vì học và hỏi, hỏi thì phải hiểu, hiểu phải nhớ, nhớ mới thực hành. Cái này đó là một cái vấn đề thực tế hả? Đây là vấn đề thực tế hả? Niệm giác chi tức là ghi nhận, biết mình đang làm cái gì. Chúng ta đang sinh hoạt ở đây thì bây giờ trường âm, đoạn âm, mình phóng tâm làm sao? Mình phải chánh niệm chứ. Mình phóng tâm thì coi như đập trật lắc chất quất. Mà khi chất quất thì người ta họ cười, họ khi dễ. Nó mình con người phóng dật buông lung, con người có như giải đãi, phóng tâm. Thì bây giờ mình phải giữ tư cách, khỏi bị người ta cười, khỏi bị người ta chê. Thì mình phải thu thúc. Mà thu thúc được là mình phải chú tâm. Mà chú tâm ghi nhận một cách bén nhạy trong cái vấn đề mình đang học. Mình đang học đối với Đức Phật 500 vị tỳ kheo, nhưng mà Ngài chỉ gom lại có 3 câu Phật ngôn và các vị đó hiểu. Bởi vì Đức Phật thì khỏi nói rồi, Ngài có tha tâm thông, Ngài tế độ những người hữu duyên nên tế độ, tức là nói đâu đúng đó. Còn chúng ta thì nói ra không hiểu cái căn cơ của người khác. Mỗi người có mỗi tánh ý khác nhau. Người tính tham, tính sân, tính si, tính tầm, tính giác, tính tưởng, 6 cái cá tính như vậy. Chúng ta đâu phải là thánh, đâu có biết được cái căn cơ người ta. Nó bậy nó bạ, người ta họ nghe có khi đúng, có khi sai. Nhưng mà với những lời Phật dạy, nhất là câu Phật ngôn 8:19 này, nó quan trọng ở chỗ là cái từ chánh tâm, cái từ chánh tâm tức là những ai với chánh tâm, tức là tâm của chúng ta hướng về thiện, hướng về lành, hướng về những cái điều tốt, thì với những cái người mà ăn hiền ở lành, với cái tâm chân chánh thì cái đó gọi là coi như hiền thiện ha. Vậy họ có cái tâm chân chánh như vậy, họ tu tập về thất giác chi. Đầu tiên là niệm, tức là phải chú tâm bén nhạy trong cái đề mục mà mình đang thực tập này, mình đang thực hành đây nè. Ví dụ học cũng là hình thức để mà chúng ta thiền chứ không phải là không. Đừng có nghĩ là thiền phải ngồi liêm diêm, mà bất cứ một cái gì mà chúng ta có cái niệm giác chi trong đó là chúng ta cũng đã thiền rồi. Ngoài cái niệm giác chi thì tới trạch pháp giác chi. Trạch pháp có nghĩa là quan sát, cũng giống như tầm và tứ, tức là mình phải nắm bắt, quan sát, theo dõi cái đề mục đó. Mà đề mục đó là gì? Nó không ngoài cái vấn đề danh và sắc, không ngoài cái danh và sắc, mà chúng ta phải hiểu thực tính của pháp đó là cái gì. Vô thường, khổ, vô ngã. Thực tính của bạn pháp là vô thường, khổ não và vô ngã. Alo,
tập pháp giác chi là nắm bắt qua sát hả? Trời đất ơi, chưa qua là thấy thua rồi. Nắm bắt quan sát chứ, nắm bắt qua sát nè. Rồi, không đủ thời gian rồi. Thôi, cái này chúng tôi chỉ giới thiệu để cho quý vị thấy rằng 12 câu trong cái phẩm hiền trí, cái phẩm Ban Địa Tạng Quốc Giá. Đây là cái bài cuối cùng trong cái 12 cái câu này, 12 câu Phật ngôn của phẩm hiền trí. Quý vị hãy về theo nhà nghiên cứu. Để rồi như sư Nhật Quỳnh thắc mắc bảy mắt, tức là thất giác chi, thì sư Nhật Quỳnh có thể nêu ra cái câu này và đạo tràng chúng ta cùng tham khảo. Sau khi học xong cái phẩm hiền trí thì quý vị thấy rằng có chỗ nào mình rắc rối cần phải đưa ra cho đạo tràng coi như thảo luận, cái điều nào mà chúng ta tâm đắc trong 12 câu Phật ngôn này chúng ta cũng có thể nêu ra để rồi bà con cùng hoan hỷ. Như vậy thì chúng ta, cái sự tu tập của chúng ta, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, thấy nó mới vui. Chứ còn quý vị coi như chấp thủ có nghe là ồ hay quá, ôm giữ khư khư như vậy không cho người ta biết, cái đó là cái mà ích kỷ và khác, mà chúng ta phải coi như chia sẻ với người ta. Ở đây cái câu Phật ngôn này, hoan hỷ không chấp thủ. Cái điều nào mà chúng ta cảm thấy an trú trong pháp, hãy đem cái điều đó ra cho bà con, để bà con coi như cùng tham gia và cảm thấy hoan hỷ trong đó. Thì như vậy tâm của chúng ta được rộng mở, sáng chói. Rồi thôi hết rồi. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để được thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiện, xin qua lực vô biên chư toàn độc giác và thinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na san cha qua che na sau tiểu bố hô tụ sa bạc đà. Do lời chân thật này, kính nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin mời sư Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ. Alo. Thank you.